Diện Calista, diện rác anh em nhận, diện đéo làm khỏe luôn á. À, có làm được cái gì chứ, nó cho Atox xanh vậy, nát cái game này chứ. Test tướng có gì sai chứ, được đánh hay lắm gì mà đem vào ranh test tướng. Cướp rừng này mày biên ra đánh không chạy lui như thế á. À, đừng 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 bật tiếng nhỏ. Hai mạng nằm đó, đáng là ăn được hai mạng thôi. Chạy về hướng này chứ sao lại chạy lên hướng đây đây đấy không? Chạy ra hướng mà xong ai này điên rồi chạy về hướng chủ. Chạy cái kiểu gì kỳ cục vậy? Đi đánh cho kỹ. Giết con này, giết con này, giết con này luôn này. Giết con Alita. Trời ơi, đó cần clear không? Quan kỹ năng nó dọn đứng không ạ? Thank you.
Đúng rồi. Em ra, em zoom nó ra, em ra, em zoom nó ra, em ra đi, em ra đi, em ra, em zoom nó ra, zoom nó ra rồi chứ đừng có chơi nữa. Né nó ra, né nó ra. Được được được, cái này nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Lưu lại nó làm có được. Giết đi. Thằng top mình nếu có một xíu tác dụng luôn em ha, có clip gì đó.